như thế này á, thì khi mà tàu ra tàu vào thì mình không có thấy được luôn á mọi người ơi, tại vì nó mình không có thấy được cái tầm nhìn phía trước ở trong bờ á, mình còn không thấy nữa. Cái thanh này nè các bạn, đó. Cho nên là Ngân đi rất là
một cái lá cờ luôn nè. Ở phía bên đây thì có một cái ngã ba này. Cái ngã ba này, cái đường này là cái đường cái bến phà Bình Khánh á, là đi ngang cái đó, cái đường này nè. Cái ngã ba này thì mình sông này là cũng là sông Sòi Rạp luôn. Mình sẽ đi theo cái hướng sông Sòi Rạp này, mình sẽ đi ra Dầm Tùng nè. Rồi mình sẽ đi về các tỉnh miền Tây thì mình sẽ đi cái đường này nha các bạn. Và lúc trước mình chưa có đi cái đường rừng á thì Xà Lan Ngân cũng hay đi cái đường này nè. Từ ngày mà có cái đường rừng phía trong á thì Ngân chỉ đi cái đường rừng, không có đi cái đường này nữa. Đi đường này thì nó hơi xa hơn một chút xíu. Đường đi đường rừng kia thì mình xẹt qua cái đường rừng sát thì nó sẽ gần được một chút xíu. Đi bọc đường này thì xa lắm. Wow, hiện tại bây giờ thì ở ngoài Vũng Tàu đã mưa rồi các bạn ơi. Trời, ở phía trước thì đang âm u nè. Ở trong đây ngay chỗ cái trụ này là cái trụ của cầu cảng, cái nơi mà để cho tàu buộc dây á các bạn. Những cái người này ở trong bờ người ta đây, người ta ra đây ngồi nếu mà câu cá. Người này chút xíu nó trời mưa sao chạy kịp ta, mưa tới rồi. Cái này thì người ta sẽ thuê đò ra đây ngồi câu cá, chỉ có đi đò thôi chứ không có cách nào ra ngoài đây được hết á các bạn ơi. Đó, hiện tại thì Ngân thấy trên đó là có 3 người nha, có một cây dù, có thùng nước đá đầy đủ luôn á. Cần câu thì không biết bao nhiêu cây luôn, rất là nhiều cần câu ha. Ở trên đầu Ngân có một cái đám mây đen á, cho nên
xanh rồi, nhưng mà ở phía trước đang mưa rồi các bạn ơi. Ngân đang ở trên nóc nè, chuẩn bị chạy nha. Đó, trời mưa tới rồi, chuẩn bị đi trốn à. Không biết là khi nào sẽ mưa tới mình này. Bây giờ thì đang nhiễu lắc rồi. Chuẩn bị chạy nha, khi nào tới mình là mình chạy ha. Mình sẽ chạy xuống cabin ở dưới để chúng Ngân quay cảnh trời mưa cho các bạn xem. Bây giờ thì hiện tại đang bão á. Trời, bây giờ đã mưa luôn rồi nè. Ngân lúc nãy Ngân đã chạy ra ngoài phía cabin sau á. Hiện tại Ngân đang ở cabin sau, tại vì Ngân không có ở bên cabin trước. Xà lan Ngân đang chạy trời mưa như thế này á, thì ở phía trước mình không có thấy rõ cái tầm nhìn quan sát đó. Cho nên là ông xã Ngân và mấy chú ở trước hết rồi. Bây giờ Ngân sẽ ở đằng sau. Đây, Ngân đã, xà lan của Ngân thì đã đi tới nhà máy xi măng Công Thanh rồi. Ở phía bên ngoài thì có ba cái hàng đáy nè. Xà lan của Ngân thì đang chạy sát ở trong cái bờ á. Tại vì thường thì mình đi cái đường sông này á, nếu mà trời mưa như thế này thì mình rất là khó quan sát. Có tàu lớn vào á, cho nên là xà lan của Ngân không có thấy được cái tầm nhìn rõ ở phía trước. Bây giờ mình sẽ chạy sát mé bờ luôn. Lỡ mà có tàu ra tàu vào mình không thấy thì cũng không có sao á. Có một cái phía trước có một cái chiếc tàu container. Tàu này như là của Trung Quốc hay sao á, Ngân thấy có chữ China. Tàu này cũng rất là to. Cái tàu này thì đang đi cái hướng vào bên trong Sài Gòn. Vào tàu này thì thường giao ở trong cảng Cát Lái. Còn xà lan của Ngân thì Ngân đang đi ra ngoài Vũng Tàu để mà nhận hàng. Trời mưa hôm nay là bão hay sao á mọi người ơi, mưa rất là lớn luôn á. Ngân tính là Ngân đi chiều chiều cho không có mưa, nhưng mà không ngờ là đi buổi chiều như thế này thì trời lại mưa nhiều hơn. Wow, cái chiếc tàu này là rất là nhiều những cái thùng container ở trên này luôn. Đó, mọi người thấy ở phía trước không? Mình nó trắng hết luôn, tại vì mưa lớn quá mình không có thấy cái tầm nhìn ở phía trước. Cái tàu container mới vừa qua cho nên là có sóng nè. Tàu này chạy không có nhanh lắm cho nên là sóng không có nhiều. Với lại xà lan của Ngân đang đi xà lan nổi á, thì mình lướt sóng luôn. Mưa càng ngày càng lớn luôn á, giống như là mình đang đi vào bên trong cơn bão vậy đó. Đây là ở phía sau lưng nè, mọi người không có thấy rõ được luôn, nó mờ lắm luôn. Tại thì Ngân đang đứng ở phía sau lái để mà Ngân hứng nước mưa. Ngân hứng nước mưa vào trong bồn để mà mình nấu ăn, mình sinh hoạt á. Đây, nguyên một cái màu trắng xó. Như thế này thì khi mà tàu ra tàu vào thì mình không có thấy được luôn á mọi người ơi. Tại vì nó mình không có thấy được cái tầm nhìn phía trước ở trong bờ á, mình còn không thấy nữa. Ở phía sau thì Ngân nhìn như thế này, nhưng mà ra phía trước rồi thì nó rất là mờ luôn, không thấy gì luôn á. Nếu mà bây giờ Ngân thả neo, Ngân đậu thì nó sẽ lóc neo, tại vì gió rất là mạnh và mưa to lắm. Còn mình bây giờ mình chạy thì mình chỉ việc chạy sát bờ thôi. Đây, nước á, nước ở trên nóc hầm á, nó chảy nhiều quá, nó không có chảy xuống sông kịp luôn, nó còn đậu ở phía trên luôn nè. Tại vì hiện tại xà lan của Ngân á thì Ngân xà lan của Ngân đang nổi á, cho nên là cái lái á, nó sẽ thẳng hơn cái mũi. Nước ở phía trước mũi nó sẽ dồn ở phía sau lái, nó sẽ động như thế này nè. Khi mà nước chảy nhiều quá thì nó sẽ không có chảy kịp á. Nước nhiều quá nó trôi dép luôn. Đó, bây giờ thì đã bớt mưa hơn lúc nãy một xíu rồi ha, nhưng mà vẫn còn mù mịt. Mỗi lần mà vào mùa mưa như thế này thì đi rất là cực luôn. Nhận hàng, giao hàng thì cũng cực đó. Xà lan mình lưu thông trên đường như thế này thì cũng cực đó. Phải có một người ở phía sau để mà thăm máy. Chứ nếu mà ở trước hết thì chạy tới chạy lui là bị ướt quần áo hết luôn. Ngân đang ở phía sau để mà thăm máy.
củ xà lan ngon nè. Mây đen á, bầu trời hiện tại bây giờ rất là tối luôn, tại vì mây đen rất là nhiều. Đây là hai chú cạp cạp đó. Hai ở phía trong bờ á, thì hai có hai chiếc xà lan cong. Hai chiếc này thì người ta đang đậu ở đây để mà chờ nước á, tại vì bây giờ nước đang rồng. Cái chiếc này mọi người thấy cái lái nó quay theo cái chiều mà hướng mà Ngân đang đi á, tại vì Ngân đang đi nước rồng, Ngân đi nước xuôi á. Khi mà xà lan của mình nổi á thì mình sẽ đi nước rồng, còn khi mà xà lan mình khẩm á thì mình sẽ đi nước lớn chứ. Đây là những cái chiếc xà lan này người ta đã có hàng rồi và khẩm mà, thì người ta sẽ chờ khi mà con nước lớn người ta mới đi. Đây, mây đen ở trên mù mịt như thế này thì gọi là bão luôn á, chứ nếu mà trời mưa thì không thể nào mà mây đen mù mịt như thế này, chỉ có bão như thế này thôi. Bây giờ thì Ngân đã đi vào trong cái tiếng sông Rạch Chanh. Sông Rạch Chanh á, trời thì cũng đã trong hơn lúc nãy một xíu, nhưng mà vẫn còn rất là tối nha, tại vì ở trên trời thì mây đen và hai bên hàng cây thì nó xanh á, cho nên là nó rất là tối luôn á. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện tại xà lan của Ngân đi tới cái đoạn này thì trời quang mây tặng rồi, hết mưa rồi. Bây giờ thì yêu quái đang ở phía sau nè, xà lan của mình đi vào cơn bão luôn. Ngay chỗ đó giống như là một cái cơn bão vậy đó. Mưa lớn mà, mưa lớn khủng khiếp luôn á. Mưa lớn mà nãy giờ Ngân hứng nước mưa chắc được nửa cái bồn của xà lan Ngân luôn đó. Bây giờ thì đi vào trong cái đoạn đường này hết mưa rồi. Ngân đi ra ngoài, Ngân quay clip cho các bạn xem được rồi nè. Đó, phía bên kia thì có một cái chiếc xà lan. Xà lan Ngân chuẩn bị qua mặt cái chiếc xà lan này ha. Đây, phía bên trong cái đường này là rừng các bạn ơi. Đây, đây là những cái cây đước phía trong bờ nè. Cái đường này thì hai bên chỉ có rừng cây thôi ha. Phía bên đây thì Ngân không biết là gọi là gì, nhưng mà phía sau lưng Ngân nè thì gọi là rừng Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh ha. Bên đây là rừng Cần Giờ nè, còn bên đây thì Ngân không biết các bạn. Bên đây thì của khu vực Đồng Nai á. Đường hai bên là rừng cây không à. Đường cây nhìn rất là đẹp luôn nha. Hôm bữa Ngân có quay một cái đoạn ở trong đây rồi, có nhiều bạn khen cái đường này hai bên cái rừng cây nhìn đẹp, và đúng là đẹp thiệt. Tại vì cái đường thì nó không có rộng lắm và nó cũng không có hẹp lắm á, mình quay được hai cái hàng cây hai bên nhìn đẹp lắm. Lúc nãy giờ thì trời mưa, Ngân không có dám đi ra ngoài luôn, Ngân ở trong nhà không à. Mà cũng may mắn các bạn ơi, tại vì hôm nay á bão mà mưa mà mưa không thấy đường luôn, nhưng mà không có gió các bạn. Trời không có gió. Hồi nãy trời mưa rất lớn luôn á mà không có gió, cho nên là xà lan của mình đỡ. Chứ nếu mà gió mạnh quá là nó sẽ ủi mình vào trong bờ luôn á. Lúc nãy hen trời mưa là ở phía trước. Ở phía trước mũi là không thấy đèn luôn á. Thường á thì trời mưa bão như thế này á thì xà lan của mình đi á, mình sẽ bắt đèn các bạn. Mình sẽ bắt đèn xanh, đỏ, đèn chuỗi, đèn đỉnh lên hết luôn. Bây giờ hết mưa rồi cho nên là mình không có bắt. Bây giờ thì hiện tại là mới có 1 giờ thôi. Bây giờ thì xà lan của Ngân đang thả cái con nước rồng này. Ngân đi xuôi nước á, mình sẽ thả sình sình ra ngoài đó. Xà lan lớn của cha Ngân đang đậu ngoài các bạn. Chiếc 2004 á, đang đậu ngoài khu vực Gò Gia. Chút nữa xà lan Ngân ra ngoài, chút nữa xà lan Ngân ra tới ngoài đó thì Ngân sẽ cặp chung với cái chiếc lớn 2004 luôn ha. Hình như là cái chiếc mà anh em sinh đôi với lại cái chiếc xà lan của cha Ngân cũng đang đậu ngoài đó nữa. Chiều nay Ngân sẽ ra ngoài đó để mà hội ngộ luôn ha. Bây giờ thì trời hết mưa rồi, hết bão rồi các bạn ơi. Hy vọng là trời sẽ hết bão để mà mình ra ngoài Phú Mỹ vài ngày nữa mình còn nhận hàng nữa. Bây giờ thì Ngân xin tạm dừng video tại đây.